Bún gạo lứt bò kho cả nhà ơi. Thì Hiền mới làm xong luôn nè cả nhà. Đây là cái cọng bún nè. Cái bún này là bún gạo ha, bằng gạo lứt làm ra đó. Nó nâu nâu, nó không có trắng nha. Còn bún gạo trắng thì nó màu trắng, còn này gạo lứt thì mình ăn sẽ tốt hơn. Thì mời cả nhà cùng ăn bún bò kho gạo lứt với Hiền. Giá hẹ thì mình trụng sơ thôi, đừng có trụng chín quá, hết giòn hết ngon cả nhà. Thì còn cái này là bún gạo lứt thì mình cũng luộc cho chín, chín xong thì mình cũng phải dội nước cho sạch rồi cộng bún ăn nó mới dai mới ngon đó. Cái này là bún gạo lứt nó cái màu nó vậy cả nhà. Rồi Hiền đổ cái bò kho lên nè, cái này là bò kho Hiền cũng nấu chín luôn, Hiền bỏ lên rồi. Rồi Hiền bỏ vô một thêm một miếng hành lá nè. Nó thơm quá cả nhà ơi. Thì giờ Hiền bỏ thêm một miếng ngò gai nữa. Ôi ngò gí chứ. Cái này kêu ngò gí chứ không phải ngò gai. Rồi Hiền bỏ thêm một vài cọng lá huế lên nữa. Wow, nhìn cái tô hấp dẫn quá cả nhà ơi. Rồi ai có thích ăn cay á, thì mình bỏ miếng ớt lên nè. Nếu không thích ăn cay thì thôi ha. Chào cả nhà, chào các bạn. Con chào cả nhà, chào các bạn mấy hôm nay chứ. Chào cả nhà, chào các bạn. Chào cả nhà, chào các bạn hôm nay. Thấy con đẹp không? Dạ. Đẹp. Bây giờ đi chợ đi mua chơi trò chơi lạnh cái này nè cả nhà. Lấy đồ chơi lấy gì nè, tối ngày đeo nguyên ngày luôn không cỡ ra luôn cả nhà ơi. Giờ Hiền quay clip cũng đội lên ngồi ăn luôn. Nhưng mà không có ăn cái này, ăn bánh. Tại vì con mình ăn cơm rồi, mình chưa khỏi lên cũng đòi lên chưa được à. Con mời cả nhà ăn bánh đi, mời cả nhà ăn bánh à. À con ăn bánh đi. Thì mời cả nhà ăn bún gạo lứt với Hiền nha. Đây là bún gạo lứt nha cả nhà. Đây Hiền à, qua bên đây Hiền mua được cái bún gạo lứt nè. À nhưng mà Hiền chưa có ăn thử luôn, cũng không biết cái bún gạo lứt này nó ngon không á. Thì lần đầu tiên Hiền ăn cái bún gạo lứt luôn cả nhà. Hiền mời cả nhà ăn với Hiền nha. Hủ tiếu bún gạo lứt cả nhà ơi. Ủa bò kho bún gạo lứt ngon. Cái bún này á nó cũng giống như cái bún kia vậy đó. Ăn bún gạo lứt thì nó một bịch đó nó mắc gấp đôi gấp ba cái bún bún thường cả nhà. Còn mất cả nhà ơi. Nhìn cái bún gạo lứt wow ngon. Nói bún gạo lứt ăn thì nó dinh dưỡng, nó tốt hơn bún gạo thường ha. Cái cọng bún gạo lứt càng như nó mềm hơn, nó không có dai bằng cái cọng bún kia cả nhà ơi. Ngon. Thật rồi. Đúng quá. Đã rồi đó. Cay cay. Thơm lắm cả nhà. Bò kho ăn với bún ngon lắm. Bò kho mình ăn với hủ tiếu cũng ngon nè. Ăn với bún cũng ngon. Cái này mà nặng thêm miếng chanh nữa ăn ngon lắm cả nhà. Củ cải đỏ. Nãy Hiền không có lấy chanh. Ai thích ăn chanh thì bỏ chanh vô ha. Nấu bò kho nó tiện cả nhà, mình muốn ăn á. Bún hủ tiếu nè, mì nè, cơm nè, ăn đủ được đủ, đủ thứ món hết. Bò kho nấu nó tiện.
nhà mình thèm cái gì á, mình nấu ăn cho nó đã. Ra ngoài tiệm á có bán nhưng mà ăn không có đã bằng ở nhà. Ăn ngoài tiệm cái ăn hai tô với nhau. Con ăn không? Con ăn không? Con ăn bánh à, ăn. Con ăn bánh mà. Con có mời cả nhà ăn bánh không? Mời cả nhà ăn bánh. Giờ hẹn quay clip là đòi lên ngồi vậy đó. Tòi hình cắt cục bự. Này mình bỏ rau sống vô nhiều nhiều ăn ngon cái nha. Thêm một xu mình à. Xu mình á. Thì không có thời gian đi đây tìm Việt Nam. Ba ở trên trong sợi. Không còn hái được sợi á. Uống đi, uống rồi hết. Mà bún cơm lứt người ta mà mắc tiền quá cả nha. Uống hết rồi. Nửa ký. Nửa ký là trăm mấy rồi, tiền Việt Nam mình á. Uống hết rồi. Rau mới không? Trăm rưỡi bên đây. Trăm rưỡi. Con hớt nước hả? Hớt cho. Ăn đi. Chuyện ăn tiếp đấy nha. Nhà tự mình nấu thơm. Cái nhiều chỗ bán ngon lắm cả người. Trong hai nhà tự nấu. Nhiều mình biết nấu thì ngon, mình không biết nấu thì trong ngoài tiệm ăn thì nó sẽ ngon hơn ha. Tại ngoài tiệm ta chuyên gia ta bán thì tất nhiên nó phải ngon hơn, còn mà nếu mà biết nấu thì nó ngon chứ không biết nấu. Nấu dở lắm cả nhà. Răng. Còn bán nữa à? Đẹp không? Dạ. Trong chú mắm mệt. Dạ. Nó phẳng lắm được, đắng. Tính nói là con mình á, cái này nè, đeo được 3 ngày là hư rồi đó. Ngày thứ 3 là không thấy còn nữa đó. Thường thường đồ chơi cũng vậy đó. Đồ chơi chơi được 3 ngày. Đồ chơi chơi được 3 ngày cũng là rồi đó.
và ăn kia cho chơi đi. Chị sẽ nghe là hoàng kia mà. Rồi à. Chị sẽ hoàng kia ra sơ sẻ mà. Chị sẽ hoàng kia sơ sẻ mà. Lần đầu ăn đã. Bún ngô rất ngon cả nhà. Cả nhà muốn ăn thử. Nó mắc tiền chút nhưng mà mình ăn cho biết. Hơi mắc một chút. Nửa ký là 120 được nè. Trăm hai chục ngàn là có chỗ bán rẻ, có chỗ bán mắc hơn nữa nha. Có ăn không? Có ăn lên không? Không ăn rau hả? Trộn đi. Con không ăn rau thôi. Nè. Ăn mì. Cay không? Thôi con ăn bánh đi. Trong này cay lắm. Ngon không? Không mà nó nọ. Làm thịt nhiều quá. Thôi em ăn miếng dưa hấu cái này. Tinh 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 miếng dưa hấu bự. Cô xin vô. Con mình nó không biết ăn đá cay. Giờ Hiền quay clip lại lên ngồi nhé cả nhà. Còn ngon cả nhà, như bún gạo lứt ngon cả nhà. Mấy chị em nào ở bên mà Đài Loan á thì mua bún gạo lứt ăn thử ngon ha, nhưng mà hơi mắc mà mình ăn cho biết. Nhưng mà nếu mà có khả năng ăn thì nó sẽ tốt hơn cái bún kia nha. Hiền mua bịch á, thì mua bịch mà Hiền luộc nửa bịch, còn nửa bịch để lần sau Hiền ăn tiếp. Thì Hiền chia sẻ clip mà bún gạo lứt bò kho thì cũng kết thúc rồi cả nhà ơi. Thì Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã theo dõi và xem hết cái clip của Hiền. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye.